sẽ có cái gì thật là đặc biệt, thật là xuất sắc. Tuy nhiên tôi hứa là sẽ đảm bảo khoảng thời gian. Cảm ơn thầy Cường trong bài trình bày vừa rồi với Whitmore nhắc tới lao rất là nhiều, thì cũng phải báo cáo thầy là thực tế đúng như vậy. Một ca bệnh Whitmore đầu tiên vào khoa lao hô hấp, tôi làm khoa lao hô hấp bệnh viện Phổi Trung ương, và bệnh nhân biểu hiện rất là một cái sốt cao kéo dài, thì chúng tôi lại tiếp tục chuyển lên là khoa hô hấp của bệnh viện Phổi Trung ương. Nhưng mà vì là cái bệnh nhân được cấy đờm ngay từ đầu, thế và khi chuyển lên cái thì chúng tôi có cái kết quả nuôi cấy là một cái tổn thương phổi do Whitmore. Thì thực tế đúng như thầy Cường đã nhắc, trong lao có thể là gặp cả những cái bệnh cảnh như vậy. Vâng, tôi xin trở lại cái bài trình bày của tôi. Thì cũng rất là cảm ơn ban tổ chức khi mà tôi đã có một cái cơ hội liên tục trong những cái hội nghị gần đây trình bày về một cái chủ đề liên quan tới một cái vi khuẩn lao không điển hình. Cũng xin nhắc lại một chút, tuy cái đề bài của ban tổ chức đó là tập trung vào cái vấn đề là điều trị như nào NTM ở giãn phế quản, nhưng mà từ cái thực tế thì tôi thấy rằng là làm sao mà chúng ta chẩn đoán được là một cái trường hợp NTM đã thì cũng đã là một cái câu hỏi, một cái thách thức rồi. Thì liên quan đến vấn đề về giãn phế quản thì có mấy cái ý mà nó rất là gần và nó có liên quan tới cái NTM. Thì không nói về định nghĩa về cái vấn đề về giãn phế quản nữa, thì trong giãn phế quản nó có mấy cái điểm. Đó là cái tình trạng của ứ động, đó là tình trạng của viêm mãn tính, và cái đặc điểm của về mặt hình ảnh liên quan, đây tôi đang muốn nói liên quan đến cái NTM, là những cái tổn thương của giãn phế quản khu vực thùy giữa. Đấy là những cái đặc điểm mà của một cái giãn phế quản mà có thể là để định hướng tới cái NTM. Ở bệnh lý CF xơ hóa kén thì ở châu Âu họ rất là quan tâm, và cái nhóm bệnh nhân CF đó thì có một cái tỷ lệ NTM ở trên cái nhóm bệnh nhân tương đối là lớn của các nước châu Âu. Ở Việt Nam mình thì cái nhóm bệnh này cũng còn chưa được quan tâm nhiều. Về NTM thì đây là một cái vi khuẩn mà thuộc nhóm Mycobacteria, nó có 4 nhóm. Trong đó thì có lao, có lepra, hủi và cái NTM. Thì NTM ta gặp khắp mọi nơi trong nước, cát, đất, đá, sỏi. Thế và nó cũng có khả năng gây bệnh. Thế thì cái vấn đề về NTM từ 1980 thì bắt đầu được một nhà dịch tễ học người Anh quan tâm. Và so với những cái bệnh lý khác, kể cả so với bệnh lý nhiễm trùng, thì như vậy là 4 thập kỷ thì cũng chưa phải khoảng thời gian để mà cái vấn đề NTM này được quan tâm tới nhiều. Đây là những cái con vi khuẩn NTM, có 190 loài NTM. Nhưng rất may là chỉ có 4 con thôi. Nhưng mà quanh đi của lại 4 con vi khuẩn đấy là cũng 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 rất là đau đầu rồi. Đó là con Avium, là Intracellular, là Abscessus. Có những cái điều tra, có những cái khảo sát thì người ta ở các quốc gia đấy, thì đấy thấy rằng là có thể tìm thấy cái vi khuẩn NTM ở trong những cái bệnh phẩm đường hô hấp đấy, và NTM là căn nguyên gây bệnh. Chính vì vậy nên khi mà mình có những cái thông tin về NTM ở trên quần thể, ở trên nhóm này nhóm kia, thì luôn luôn phải xem là người ta đang nói tới cái NTM này là cái bệnh phẩm chung của đường hô hấp, hay là NTM này là căn nguyên gây bệnh. Tuy nhiên là dù là ở trên bệnh phẩm đường hô hấp hay là NTM này được xác định là căn nguyên gây bệnh, thì cũng vẫn chỉ là những cái con vi khuẩn như vừa nãy tôi có nói đến, đó là abscessus, là intracellular, là kansasi. Và cái sự khác nhau này rất khác nhau, kể cả giữa Việt Nam mình, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phổi Trung ương là những cái nơi mà chúng tôi hay phải làm liên quan đến vi khuẩn này, thì cái báo cáo tỷ lệ ở Phạm Ngọc Thạch, ở Phổi Trung ương cũng cũng khác nhau vì liên quan tới cái năng lực bộ kit để chẩn đoán ra, khác nhau ở cái bệnh phẩm lấy, khác nhau ở cái tiêu chuẩn chẩn đoán như thế nào là một cái NTM gây bệnh. Chính vì vậy nên là cái sự mà thấy ở nơi này nơi kia nó có khác nhau thì nó có thể liên quan tới vấn đề như vậy, và tương tự như vậy ở trên thế giới thì cũng như vậy. Ở mình hiện nay thì mình còn nào bệnh nhiễm khuẩn, bệnh không nhiễm khuẩn, và trong nhiễm khuẩn thì chúng ta quan tâm nhiều tới, tôi đang nếu mà chỉ trong mảng lao thì vẫn là một cái gánh nặng. Thế nhưng mà ở Mỹ chẳng hạn thì NTM, tỷ lệ NTM cả prevalent cả incident mắc mới thì lại cao hơn là lao. Họ lại quan tâm đến NTM hơn là lao. Đấy. Vì cái mấy lý do, vì cái yếu tố phơi nhiễm tăng. Phơi nhiễm ở đây thì cái phơi nhiễm với cả những cái hệ thống nước lưu
là đơn giản như mình những cái hệ thống nước tắm nóng lạnh, thì rõ ràng bây giờ càng ngày xu thế mình thấy nó quá phổ biến, ngày xưa hiếm lắm thì bây giờ đâu cũng có bình tắm nóng lạnh đấy. Đấy là một trong những cái nguy cơ phơi nhiễm về nguồn nước đấy. Thế rồi cái năng lực chẩn đoán đấy. Khả năng của những cái phòng xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh trước đây thì CT là cả một vấn đề, nhưng mà bây giờ gần như bệnh nhân nào cũng có. Thế và khi mà có chẩn đoán hình ảnh thì người ta hướng tới ví dụ như sau buổi hôm nay chẳng hạn, các anh chị sẽ thấy rằng ở một trường hợp mà nếu mà giãn phế quản thế thì có thể có NTM, và sau cái hình ảnh chẩn đoán giãn phế quản đó anh chị chỉ định xét nghiệm vi sinh chẳng hạn. Đấy. Vì như vậy thì tăng. Đấy. Và một cái vấn đề nữa đó là những cái bệnh phổi mãn tính ngày càng nhiều. Ngày xưa lao lao kháng thuốc, lao siêu kháng thuốc, bệnh nhân không còn cơ hội, chết. Bây giờ chúng ta điều trị lao siêu kháng thuốc, chúng ta điều trị được. COPD quản lý rất tốt, ung thư phổi 5 năm, 7 năm. Thế và tất cả những cái bất thường về mặt cấu trúc phổi thì đều là cái cơ hội để NTM xuất hiện ở trên đó. Chính vì những cái lý do đấy mà NTM càng ngày càng tăng lên. Đây là cái hình ảnh một cái tổn thương ở trên lòng bàn tay. Và rõ ràng là một cái tổn thương như thế này thì không thể nào bệnh nhân lại đi tới bệnh viện phổi trung ương của chúng tôi, nơi mà chúng tôi hay làm về cái vấn đề này. Bệnh nhân được mổ, mổ 3 lần ở 3 cơ sở y tế lớn. Thì một lần thì bệnh nhân được chẩn đoán là u tế bào khổng lồ, một lần được chẩn đoán là viêm bao hoạt dịch và được cắt bỏ bao hoạt dịch ở bàn tay. Thế và ở cái xét nghiệm sau đó thì bệnh nhân được gửi cái bệnh phẩm, thì kết luận là cái bệnh phẩm tổ chức đấy là do Mycobacterium marinum. Thế và cái con vi khuẩn Mycobacterium marinum này nó là cái vi khuẩn thuộc cái NTM, nằm trong cái những cái nhóm mà có liên quan tới những cái tổn liên quan đến tiếp xúc nước và cá. Ở đây cũng là một cái mà bệnh nhân cầm cái kết quả này vào, một cái tôi chưa xem, lúc ấy tôi không chưa biết, nói tôi thật không biết con vi khuẩn này, nhìn thấy chữ marinum, mình có tí tiếng Anh marinum mà liên quan đến thủy sản, em nói bừa một câu, thế em có làm gì liên quan tới cá nước mú gì không, thì bệnh nhân bảo em là dân kéo chài miền biển, thì rõ ràng đúng cái động tác tay kéo của người ta và nó tổn thương ở trên tay. Đấy. Thế thì đây cũng là một cái để muốn nói rằng là cái chẩn đoán những cái NTM không chỉ ở phổi, không chỉ ở trên nhóm giãn phế quản mà ở toàn thân thực sự là một vấn đề. Cơ chế sinh bệnh do NTM và giãn phế quản. Đấy. Không biết là các anh chị, các thầy cô ở đây có nhận thấy có cái gì mà đã là vấn đề không? Giãn hay giãn? Giật mình đấy ạ. Khi em thấy giấy ra viện đồng nghiệp ghi này, mà tại sao lại ghi là giãn, mình hay toàn là di. Sau đó tra trên ICD Bộ Y tế thì cùng có hai trang này, một trang ghi là di, một ghi trang là giờ. Thế thì sau đó thì thấy dùng được như nhau. Nói cái này thì đang muốn nói đến rằng là cái NTM và cái giãn phế quản nó cũng còn nhiều vấn đề, nó cũng còn nhiều cái mà cũng không rõ ràng là trong cái vấn đề chẩn đoán, xử trí, điều trị. Tuy nhiên cũng đã có những cái mà cũng rõ. Đấy, ví dụ như là cái cơ chế, những cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng tới NTM ở phổi, thì ở trong bệnh lý giãn phế quản có tất cả những cái đặc điểm, những yếu tố mà để có thể trở thành yếu tố xuất hiện NTM. Thế và ngược lại thì NTM là một cái tình trạng viêm hạt mãn tính gây tổn thương, làm yếu những cái thành vách của đường vi phế quản và gây ra tình trạng tắc nghẽn, gây tình trạng ứ đọng. Thế thì đấy là những cái cơ chế để sinh ra giãn phế quản. Thế và đã có những cái bằng chứng trong đấy, người ta thấy rằng ở bệnh nhân mà giãn phế quản thì cái nguy cơ NTM tăng lên gấp 50 đến 70 lần, và có tới khoảng độ 5 đến 6% bệnh nhân giãn phế quản là có NTM. Xin nhấn mạnh là có khoảng 5 đến 6% bệnh nhân giãn phế quản là có NTM ở trên đấy rồi. Vấn đề là con NTM đấy có gây bệnh hay không, thì đấy là câu chuyện của những cái slide sau. Đấy. Riêng ở Việt Nam thì liên quan tới cái nhóm bệnh nhân lao. Đấy. Giãn phế quản, ho máu và lao. Liệu lao, ho máu là của triệu chứng hay ho máu của di chứng giãn phế quản hay của những cái câu chuyện liên quan tới NTM, thì đấy là cái mà cũng còn là cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thêm. Nói một cách khác thì NTM và giãn phế quản có một cái là liên quan, một cái vòng xoắn với nhau. Về mặt triệu chứng, giữa NTM ở trên bệnh nhân giãn phế quản có gì đặc biệt không? Không có gì hết cả, chẳng khác gì nhau hết. Có chăng thì là khó hơn để mà nghĩ tới thôi.
đều vẫn là ho, đều vẫn là khạc đờm, vẫn những cái hình ảnh như vậy. Và để chẩn đoán một cái NTM-PD, PD đây tức là của cái pulmonary disease, thì cho đến bây giờ mặc dù cái khuyến cáo mới nhất là 2020, nhưng mà thực tế của nó vẫn là từ một cái bài báo của cái ông tên là một nhà truyền nhiễm người Anh, Malinowski. Và ông ấy, cái tên của ông đã đặt cho con vi khuẩn NTM từ 1980. Thì từ cái bài báo của ông ấy, tất cả những cái yếu tố đấy của ông ấy cho đến tại hiện nay thì vẫn được hiện diện ở trong những cái khuyến cáo của IDS 2007, 2017 và gần nhất là 2020. Trong đó thì cái yếu tố phải có triệu chứng, có hình ảnh, có tiêu chuẩn vi sinh. Ở đây là cái sơ đồ để chẩn đoán. Ở đây thì có một cái điểm mà cũng là một cái sự mà dần trong quá trình thực hành thì chúng em phải có ý thức hơn. Trước đây mình rất tập trung vào vấn đề về vi sinh, có tiêu chuẩn vi sinh cái là thôi, yên tâm rồi, tiêu chuẩn vàng. Thế nhưng không phải như vậy. Hướng dẫn ở đây cần phải có đầy đủ các yếu tố, có triệu chứng lâm sàng, có hình ảnh, ta cần hình ảnh nhé, và vi sinh nữa, kết hợp ba yếu tố đó, thế thì mới kết luận được một cái trường hợp là NTM-PD. Chứ đừng bị vi sinh. Trên thực hành đã có rất nhiều bệnh nhân chỉ vì có một cái kết quả là nuôi cấy vi khuẩn NTM ở trong bệnh phẩm đường hô hấp và bệnh nhân được hay là bị điều trị. Đấy. Thế còn chẩn đoán NTM ở trên nhóm bệnh nhân giãn phế quản thì có khác gì không? Vẫn giống trên nền tảng là cái hướng dẫn của IDS 2017-2020. Nó không có cái gì đặc biệt khác hết cả. Có chăng nếu như mình có cơ hội theo dõi một loạt những cái bệnh nhân giãn phế quản mà mình thấy xuất hiện những cái tổn thương mới, trên bút dạng những cái nốt nụ cây ở trên bệnh nhân giãn phế quản, thì mình nghĩ tới có thể là NTM chăng? Bởi vì NTM là viêm hạt mãn tính. Đấy. Và viêm hạt mãn tính nó đi theo của đường cây phế quản có tạo nên những hình ảnh trên bút như vậy. Tuy nhiên là cái căn nguyên vi sinh vừa nãy nói không phải là quan trọng nhất, nhưng mà trong thực tế thì đấy cũng rất là cần thiết. Có một số những cái chủng vi khuẩn mà khi nhìn thấy thì mình phải làm thêm xét nghiệm, hoặc mình nhìn thấy thì mình lại có thể là chấp nhận được nó như một căn nguyên ngay, tức là nó tương đối đặc thù, như Kansasi chẳng hạn, Sugay, tức là những cái vi khuẩn NTM mà tương đối đặc thù, nhìn thấy cái là nghĩ được. Nhưng ví dụ như là Simia chẳng hạn, Fusarium, thì những cái con vi khuẩn đấy thì rất dễ lại là nhiễm. Như vậy là một cái kết quả loài vi khuẩn NTM, nhưng mà có thể là sẽ quyết định điều trị được ngay, nhưng cũng có thể lại phải làm thêm rất nhiều các xét nghiệm. Kháng sinh đồ với NTM, cái này rất cần thiết, rất cần. Thì không có tiêu chuẩn để điều kiện để làm được chung, tuy nhiên người ta khuyến cáo một số những cái kháng sinh cho một số những cái loài mà nhất định. Ví dụ như với MAC cần làm về macrolide, Kansasi, rifampicin và abscessus, thì mấy cái thuốc kia. Và ở đây đặc biệt nhấn mạnh đến cái thuốc nhóm erythromycin, nhóm macrolide. Đấy. Và cái NTM thì nó có một cái vấn đề, đó là cái khả năng xuất hiện những cái chủng kháng macrolide rất là nhanh chóng. Đấy. Người ta thấy rằng là có thể sau 7 ngày thôi, tức là cái thời điểm bệnh nhân vào thì vẫn là chưa kháng, nhưng chỉ sau 7 ngày khi tiếp xúc với macrolide thì có thể là bệnh nhân đã xuất hiện cái khả năng kháng macrolide rồi. Đấy. Về hướng dẫn điều trị thì đây cũng là một cái mà từ 2013 chỗ truyền nhiễm, và tôi có cơ hội đi với thầy Cường phát hiện một cái trường hợp, những cái trường hợp NTM ở trên Hà Giang. Sau đó thì tìm kiếm thì cũng có những cái hướng dẫn ở một số cái bệnh viện chuyên khoa, và từ 2018 thì bệnh viện Phổi Trung ương chúng tôi cũng đã xây dựng một cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị NTM. Và cái ở đây cái bốn cái câu hỏi trước một cái trường hợp NTM mà sau khi mà đã khẳng định được nó là căn nguyên gây bệnh thì có quyết định điều trị hay không, điều trị bằng cái gì, theo dõi đến khi nào và khi nào phải thay đổi, thì đấy là những cái mà mang tính thực hành. Cái câu hỏi khi nào điều trị thì dựa trên mấy cái yếu tố vật chủ, yếu tố xét nghiệm, yếu tố hình ảnh, yếu tố vi khuẩn. Ở đây NTM nó diễn biến rất là từ từ, tôi vẫn hay nói đùa là cũng không lo, không chết được. Đấy. Nhưng mà khẳng định cho nó đúng đi đã, ta có thời gian rất nhiều về với trước khi phải quyết định chẩn đoán. Thì ở đây một cái xu thế của triệu chứng tăng, của hình ảnh, của gánh nặng vi khuẩn là cái để cho chúng ta sẽ quyết định điều trị hay không điều trị.
Và trong thực hành thì chúng tôi vẫn dựa trên khoảng độ, khi nào có khoảng độ 2 trên 3 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn về những cái triệu chứng lâm sàng rõ, tiêu chuẩn về mệt mỏi thì nó không khó lắm, khó rõ lắm. Nhưng bệnh nhân mà rõ ràng tôi ho kéo dài, tôi ho ra máu, sốt nhẹ, sốt liên tục rõ như thế, thế thì đấy là rõ ràng. Đấy. Gánh nặng vi khuẩn 1 cộng 2 cộng 3 cộng càng ngày càng tăng lên. Thế thì đấy là rõ. Tổn thương phổi rõ ràng mình nhìn một loạt càng ngày càng nặng hơn, phá hủy hơn. Thế thì như vậy khi nào có ít nhất khoảng độ 2 trên 3 tiêu chuẩn thì ta quyết định điều trị được. Vì điều trị NTM nó kéo dài và biết đến bao giờ, chả biết đến bao giờ. Hướng dẫn là 12 tháng sau khi âm tính, thế thì đúng không biết đến bao giờ được, sau âm tính xong 12 tháng nữa. Và xu thế thì chúng tôi thường là những trường hợp mà không rõ nặng lắm thì chúng tôi chưa điều trị ngay. Mà chưa chưa trong cái trước mình chưa điều trị ngay thì mình cố gắng làm cái động tác là khẳng định thực sự có con vi khuẩn đấy hay không, vì nó rất dễ nhiễm ở ngoài. Đấy, khẳng định thực sự có con vi khuẩn hay không và có đúng là con vi khuẩn hay không, vì nó có một cái hiện tượng nữa, hiện tượng đồng nhiễm. Một người người ta đã có khả năng nhiễm, cảm nhiễm với cái NTM loài này thì người ta dễ cảm nhiễm với con NTM loài khác. Thế nên là cần phải xem là cái NTM nào thực sự là cái chủng mà nổi trội ở trong đấy để cho mình quyết định phác đồ điều trị. Với thuốc thì cũng không có cái gì nhiều thay đổi. Tuy nhiên có một loạt những cái thuốc màu đỏ đỏ là những cái thuốc mà hàng hai của Lao thì cũng được đưa vào sử dụng trong điều trị NTM. Ở đây vấn đề điều trị tôi chỉ tập trung cho hai con chính hay gặp thôi, là cái con vi khuẩn abscessus. Thì đây là cái con vi khuẩn mà phải tìm hiểu ngay xem nó có kháng hay không kháng với cả cả macrolide. Nếu như trong trường hợp mà nó không kháng, thế thì nó chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn là sử dụng kháng sinh tiêm, và giai đoạn sau thì uống và khí dung với các thuốc của nhóm macrolide và nhóm aminoglycosid. Có bốn ba cái dưới chủng của cái abscessus. Trong đó thì cái Marcellisen ấy là một cái chủng, mà cái chủng này là cái chủng nó không có khả năng gây đột biến. Thì nếu như mà mình điều trị bệnh nhân vớ được cái ông này thì là ngon nhất. Yên tâm là không có đột biến hết cả. Mà nó thể hiện ngay ở trên cái kết quả điều trị ở trong cái chỗ này, tức là cái tỷ lệ âm tính hóa, tỷ lệ thất bại, tỷ lệ tái phát của cái nhóm Marcellisen là thấp nhất, tức là điều trị tốt nhất. Thế còn nếu như không phải cái chỗ đấy thì kết quả điều trị rất là khó. Ở đây thì chính là vấn đề với việc là cái năng lực của phòng xét nghiệm. Chẩn đoán được NTM rồi, chẩn đoán được ra abscessus rồi, thì xác định được dưới nhóm của nó là gì để mà có cái hướng điều trị cho nó phù hợp. Cái vi khuẩn NTM thứ hai mà cũng hay thực hành hay gặp đấy là liên quan đến cái nhóm MAC, MAC. Thì liên quan nhóm này cũng câu hỏi đó là có khả năng xuất hiện kháng macrolide hay không. Đấy, nếu như kháng macrolide thì phác đồ điều trị nó sẽ phải bao gồm thêm cả những cái thuốc hàng hai trong điều trị lao. Và cái nhóm MAC thì cũng tương tự như vậy. Đấy, trong cái số mà sau khi hoàn thành điều trị và bị lại thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ tái phát, tỷ lệ tái nhiễm rất là cao. Đấy, nếu mà nhìn kết quả này thì cảm thấy rất là thất vọng, vì điều trị gì mà sao tỷ lệ bị lại cao thế. Đấy, nhưng mà dưới một góc độ nào thì mình cũng thấy rằng cái bệnh này nếu mà dưới cái gọi là cái nghiêm trọng, cái tính nghiêm trọng mà gây gây nặng, gây chết thì nó không 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 cao. Đấy, thế nên cái thái độ điều trị đấy, không nhất thiết rằng là phải dùng các loại thuốc phối hợp rồi phải âm tính hóa, phải khỏi bằng được thì không không cần đến như vậy. Đấy. Và cái tỷ lệ mà nó cao tái phát như vậy nó liên quan ngay tới cái yếu tố là điều kiện sống. Đấy. Ông ấy sống ở chỗ đấy, ông bị điều kiện như vậy, thế nên là ông ấy cứ bị mắc đi mắc lại còn đó. Thì đây là một cái hình ảnh của một cái bệnh nhân NTM từ 2010 cho đến 2018. Thì mình thấy sau 8 năm, cái ở đây mình thấy rằng là cái tổn thương nó không thay đổi nhiều. Đấy, cho thấy rằng là cái tiến triển của NTM nó không 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 dữ dội. Thế và bệnh nhân này được điều trị các thuốc rất là nặng. Đấy, thế sau đó thì bệnh nhân được kết hợp điều trị phẫu thuật. Đấy, thế trong quá trình điều trị thì mình cần phải theo dõi gì? Thì cái theo dõi cái diễn biến lâm sàng, hình ảnh thì ít thay đổi lắm. Đáp ứng vi sinh thế thì lúc là nó sẽ âm tính hóa rồi nó lại dương tính hóa trở lại, thì tôi có giải thích liên quan đến vấn đề về tái nhiễm cũng như là tái mắc lại do cái cơ địa, do cái yếu tố cảm nhiễm của người bệnh. Và theo dõi những cái tác động nồng độ của thuốc. Có một số cái kết luận trong đó là muốn khẳng định rằng cái NTM và giãn phế quản thì rất có cái sự liên hệ với nhau.
và có những cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Trong đấy thì yếu tố lâm sàng, hình ảnh vi sinh là rất là có cái sự liên hệ với nhau và cần phải có đầy đủ cái yếu tố đó để có thể là sẽ quyết định được một cái trường hợp là có NTM với giãn phế quản hay không. Và khi điều trị thì ngoài điều trị NTM thì cần phải điều trị thêm cả vấn đề về giãn phế quản. Vâng, xin cảm ơn và cũng xin lỗi là đã không thực hiện được cái lời hứa rằng là làm đúng giờ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.